Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2020, tại Chùa Đình Quán, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đã tổ chức lễ khai giảng lớp học tiếng Anh, tiếng Trung miễn phí cho học viên mọi lứa tuổi có nhu cầu học tập. Tham dự buổi lễ có Ni sư Thích Tịnh Quán, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, trụ trì Chùa Đình Quán, trưởng ban tổ chức lễ khai giảng lớp học năm nay. Thầy Phạm Văn Sơn, tiến sĩ Đại học Cát Lâm, Trung Quốc, giáo viên giảng dạy tiếng Anh và tiếng Trung trong suốt khóa học, cùng hơn 40 học viên theo học tiếng Anh và gần 50 học viên theo học tiếng Trung. Trong buổi khai giảng, Ni sư Thích Tịnh Quán đã chia sẻ và bày tỏ mong muốn khi mở ra lớp học này sẽ tạo điều kiện cho các học viên được tiếp xúc với môi trường thanh tịnh của chốn thiền môn, xây dựng duyên lành với đạo Phật. Đồng thời, khi lồng ghép việc học tiếng Anh, tiếng Trung kết hợp hài hòa với các phương pháp tu học sẽ giúp cho các học viên vừa thu được thành quả tốt, vừa giúp tâm trí an bình, tĩnh lặng. Được biết, lớp học tiếng Anh, tiếng Trung lần này, các học viên sẽ học buổi sáng và chiều thứ Bảy hàng tuần, dự kiến khóa học sẽ diễn ra trong 1 năm 6 tháng. Vào buổi sáng, trước khi vào học lớp tiếng Anh, các học viên sẽ được quý thầy hướng dẫn thiền hành quanh khu vườn thiền Chùa Đình Quán, giúp tinh thần an trú, tự tại và thoải mái hơn để bước vào giờ học. Tới trưa, các học viên sẽ được quý thầy hướng dẫn ăn trưa trong chính niệm và nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều, trước khi học lớp tiếng Trung, quý thầy sẽ hướng dẫn các bạn học viên hát thiền ca, giúp tâm hồn có thêm những năng lượng tích cực và tươi vui, thể chất thoải mái để bước vào môn học một cách dễ dàng. Ngoài hai lớp học ngoại ngữ miễn phí này, Ni sư trụ trì Thích Tịnh Quán còn tổ chức các khóa tu, lớp yoga dành cho quý Phật tử, cùng nhiều chương trình từ thiện như tặng cơm chay, cháo chay cho các bệnh nhân nghèo, xây nhà tình nghĩa giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây trường cho trẻ em đồng bào vùng cao. Những năm qua, Chùa Đình Quán là nơi thu hút rất nhiều bạn trẻ. Nhiều Phật tử tìm đến chùa tham gia tu học và làm từ thiện vào các dịp cuối tuần, khiến cho mái già lam Chùa Đình Quán luôn sống động, ấm áp, là nơi bất cứ ai cũng có thể tìm đến để sống chậm lại, lắng đọng hơn sau một tuần học tập, làm việc bận bịu.